Thưa quý vị, tập thể các hộ dân ở khu phố chợ Long Điền, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền gửi đơn thư đến chương trình hộp thư truyền hình trình bày. Vì các hộ dân đã mua nhà đất nhiều năm nay nhưng chưa được chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ. Trao đổi với phóng viên, các hộ dân cho biết vào thời điểm năm 2019-2020-2021, các hộ dân ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa ốc Bình Thạnh để mua nhà đất tại dự án khu phố chợ Long Điền thuộc thị trấn Long Điền, huyện Long Điền với mức giá dao động từ 1 tỷ 800 triệu đồng đến khoảng 3 tỷ đồng tùy lô, tùy vị trí. Khi ký hợp đồng, phía công ty cam kết sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính với công ty, các hộ dân sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên đến nay, các hộ dân đã hoàn tất hơn 90% giá trị hợp đồng nhưng vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh Nguyễn Văn Tú cho biết, anh mua đất của dự án khu phố chợ Long Điền từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bình Thạnh từ năm 2019. Do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên gia đình anh và những hộ dân khác gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống. Gửi đến công ty Địa ốc Bình Thạnh, phản ánh của chúng tôi về vấn đề là chủ quyền nhà để đấy là cho chúng tôi đấy là được cái đấy là quyền lợi. Thứ nhất là quyền lợi về con cái đi học để đăng ký hộ khẩu để cho con cái đi học. Thứ hai nữa là chúng tôi đấy là đi khám chữa bệnh. Thứ ba nữa là chúng tôi còn phải để vay ngân hàng, hiện tại chúng tôi mua này cũng vẫn phải nợ ngân hàng. Để đấy là mong cho tất cả đấy là cơ quan chức năng và Địa ốc Bình Thạnh lắng nghe được ý kiến của người dân chúng tôi. Trong khi đó có những gia đình mua đất dự án này từ 20 năm trước như gia đình anh Trần Anh Tuấn. Dù mua đất nền của công ty từ năm 2003 và đã cất căn nhà kiên cố nhưng đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi cũng mong muốn đề nghị là Ủy ban dân tỉnh, huyện và thị trấn Long Điền các cấp thì quan tâm giúp đỡ để các hộ dân ở đây người ta được có cái cuốn sổ để phục vụ trong vấn đề an sinh xã hội, công việc, nó liên quan rất là nhiều thứ. Các hộ dân rất bức xúc và cho biết họ nhiều lần liên hệ với phía công ty nhưng đều không nhận được câu trả lời rõ ràng, thỏa đáng. Các chính quyền các cấp và công ty Địa ốc Bình Thạnh xuống gặp bà con ở đây cũng nêu rõ là lý do như thế nào mà không ra sổ cho người dân ở đây. Cái thứ hai là cũng phải có một cái văn bản nêu rõ thời gian nào, xác định thời gian nào để ra sổ cho người dân ở đây để họ yên tâm. Chứ còn nếu như mà bây giờ vừa như thế này thì cũng gây hoang mang cho bà con ở đây quá. Trong cái quá trình này chúng tôi rất là bức xúc. Không biết là cái công ty này như thế nào thì người dân chúng tôi chỉ mong các cơ quan chính quyền các cấp giúp đỡ cho người dân chúng tôi. Thưa quý vị, từ các tài liệu do cơ quan chức năng cung cấp, thông tin tổng quát về dự án khu phố chợ Long Điền như sau. Dự án khu phố chợ Long Điền do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bình Thạnh làm chủ đầu tư. Theo quy hoạch, dự án có quy mô 5 hectare với 234 nền nhà phố, biệt thự và đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng. Giai đoạn 1 của dự án gồm trung tâm thương mại, chợ Long Điền và 126 nhà phố hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giai đoạn 2 có tổng diện tích 27.969 m², gồm 137 nền nhà phố. Các nền đã được phân định rõ ràng, sạch đẹp, hệ thống hạ tầng đã được xây dựng hoàn chỉnh. Giai đoạn 3 gồm 97 nền nhà phố. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 2 và 3. Tại các quyết định số 213 ngày 10 tháng 1 năm 2003 và số 65 ngày 9 tháng 1 năm 2004, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp thuận về nguyên tắc chuyển nhượng nền thương phẩm. Sau khi đã đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch được duyệt tại văn bản số 5219 ngày 24 tháng 9 năm 2004. Cuối năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến thống nhất chuyển quyền sử dụng đất tại dự án khu phố chợ Long Điền giai đoạn 2 và giai đoạn 3, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau. Theo hồ sơ pháp lý và tình hình thực tế đầu tư xây dựng của dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện một số nội dung. Thực hiện xử lý chuyển tiếp dự án theo các quy định của Nghị định số 11 năm 2013, Thông tư liên tịch số 20 ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11 năm 2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Xem xét quyết định theo thẩm quyền
việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở. Đối với các lô đất có vị trí mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường Trần Hưng Đạo mặt cắt 19m và các tuyến đường quy hoạch số 9, số 11 mặt cắt 17m, không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở. Đối với các lô đất có vị trí mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường Dương Bạch Mai, Hương Lộ 10, bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch giao thông và phân lô giai đoạn 2, giai đoạn 3. Chỉ đạo Sở Xây dựng và chủ đầu tư dự án thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở, giám sát việc người dân xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết, mẫu nhà đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan. Thông tin tổng quan về dự án là vậy, còn nguyên nhân dẫn đến chủ đầu tư không thể hoàn thiện dự án để giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, phóng viên chương trình đã liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bình Thạnh, thì văn phòng và phòng kinh doanh của công ty cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng nào. Theo tư vấn của luật sư, khách hàng trong trường hợp này có thể khởi kiện chủ đầu tư ra tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình.